và kéo đến cô kín nát lòng. Khi bạn trai bắt gặp bình luận trên mạng của tôi, vợ ngồi xuống anh hỏi. Ừ. Quen không? Quen. Thế em giải thích hộ anh mấy comment này với. Phương Jin, 3 giờ trước vợ xinh quá. À, chưa hết. Ai mà yêu thế nhở? Ừ. À, vợ của em. Lại còn ai con mắt ngấn lệ lấp lánh. Hàng ngày ấy, em không bao giờ gọi anh là chồng đâu. Em lên mạng xưng vợ chồng mệt quá nhỉ? Không có bóng dáng một người đàn ông nào ở đây cả. Em mà có bóng dáng người đàn ông nào anh mới đáng lo ấy. Em mới bình thường ấy. Em vẻ mặt này là gì bây ơi? Cô ấy còn đàn ông hơn cả tôi. Tất cả những video em thích không có clip nào của Dương Vi nữa. Đóng tiền wifi để mày lên mạng ngắm gái đúng không? Không buồn ngắm chồng mày như đấy nữa. Nhảy thế này anh cũng nhảy được. Dây theo. Nhạc nghe quen quen nhỉ. Ôi giời ơi, hóp bụng vào. Đây mới là vợ em. Ôi trời ơi, ôi trời. Cẩn thận tay tóc giả. Còn gì phải ngắm Winter khi trong nhà có Summer. Lại đây người ta hỏi này. Ừ. Anh với Winter ai xinh hơn? Mắc hơn thua qua bay ơi. Winter. Anh với Winter ai nhảy đẹp hơn? Winter. Chả được cái nước gì cả. Thôi, được rồi, được rồi. Winter để ngắm, còn Sunny là để... Sunny ai? Chiêu bé yêu nhà ai mà dễ thương thế nào? Ông nội. Chiêu bé yêu nhà ai mà đẹp trai nhất nào? Con nội. Chiêu ông chờ đi chơi. Chiêu cái gì mà chiêu? Em ngủ cả chiều rồi tối em vẫn đòi chiêu nữa. Anh còn rất là nhiều việc. Bạn đấy là, bạn ngồi đại bảo mình tí nhá. Chiêu. Thôi, không làm nũng nữa. Rất là sợ ra gà. Anh còn rất là nhiều việc. Thông cảm nhé, nhiều khi bạn gái làm đúng quá hơi bất tiện. Anh vừa bảo em bỏ cho anh mà. Không không như mày nghĩ đâu. Đòi nào. Thôi em đang làm việc mà sao em cứ. Thôi còn miếng cuối bé yêu của em ăn nốt đi nào. À. Anh chiều anh nốt lần này rồi. Bay ơi, bay. Bay ơi. Không ăn chỉ để tao. Thế nhá, nhanh lên. Em để bạn ăn hết tương thua của anh. Bạn ơi, anh lấy đi anh ăn, lấy đi anh lớn. Anh vừa dở giọng ra trưởng mà. Anh để hộp tương thua cho anh đây. Em phải giữ lại chứ. Cho chung tiền cho anh hai hộp. Hai hộp. Hai hộp nguyên nắp. Một cầu. Lấy hộp ít nhận được thôi. Không bón thôi anh. Yêu lâu, bạn trai tôi bắt đầu dị ứng với lãng mạn. Kiểu anh ơi, nó lại đến rồi. Ai cơ? Đến đây bằng gì ấy? Nó đi máy bay đến đấy. Sân bay nào, mấy giờ đến? Em đến tháng người yêu cũ còn biết sợ mụn đen, chỉ biết chơi game thôi. Nửa đêm rồi anh cũng đâu có liên hệ được với người yêu cũ của em ở đây sáng đi. Anh thực sự bị dị ứng với lãng mạn đấy à? Anh xin lỗi, nãy anh chơi game không để ý đến em. Cũng biết điều đấy chứ. Chơi game quan trọng lắm à? Không, bây giờ anh hối hận lắm. Thế từ giờ có dám đâu? Không dám nữa đâu. Từ sau anh không tranh rừng nữa. Anh sẽ đi mít. Thảo ngon. Anh không phải nói câu nào nó ấm áp hơn một tí được à? Làm nè. Thầm yêu ngủ ngon. Nhiệt độ bây giờ đang là 27 độ C. Cơ thể anh đang là 36 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ là 38 độ và thấp nhất là 26 độ C. Mọi thứ vô cùng là ấm áp. Ý ta bảo mày chúc ngủ ngon kiểu dịu dàng ấm áp. Như nào? Kiểu mèo con của anh ngủ ngon. Cún con của anh ngủ ngon. Như thế là người mà. Thế mày có nói không? Nói. Làm lại. Chồng yêu ngủ ngon. Ngủ ngon nhá. Khỉ con của anh. Rồi, cô bạn gái bình thường không bao giờ vặn được nắp chai của tôi. Thật sự luôn. Chứng tỏ bình thường tương tác với mình là rất nương tay rồi đấy. Anh về rồi nói. Để coi em diễn ra sao. Nào quay đây, quay đây anh hỏi. Sao bây giờ anh mới về? Anh đi có việc tí mà. Anh có biết em ở nhà một mình, em phải đi lấy cái thứ này này. Em không về được đâu. Em phải kéo xuống nhà này. Được không một miếng. Thế á? Tấn từ cái bình á. Rồi xong diễn biến nào nữa sao mà mang nó lên đây được. Em phải nói hai anh trai ở dưới bên nhà đi. Phim này có camel luôn bay ơi. Em không về được đâu. Người yêu mình thì chả thấy mặt, chả thấy
ông chút nào. Em đổ hết cái tên này. Ôi trời ơi, hồng hào như cái áo luôn ấy. Anh nhìn kia đi, tay đâu tui thế này. Anh thấy rồi. Chắc là tối nay em không muốn cơm rồi. Đi ăn cơm ngoài nhá. Tay này làm sao nấu? Chỉ đợi có vậy thôi. Đi. Anh Quân à. Đây, tôi cầm cho. Em không bận được. Bận tôi em. Mà này nha, hôm nay anh thấy một con bé búi tóc mặc áo đen, quần gió màu trắng ấy. Cầm bình nước thân thân phát lên nhà ấy, trông giống em cực luôn ấy. Không phải em. Không phải á? Chắc tán lưng vậy em. Mình yêu nhau 5 năm rồi em. Coi ảnh xả vai mẹ mấy mí. Đúng. Tính bị yêu nhau 5 năm. Nên tao mới phụ thuộc vào người yêu của tao. Mà mày nhìn thấy tao bê bình nước mà mày không lại bê hộ tao. Trả lời đúng thế nào. Việc nặng nhọc thì cũng đến đây tao. Anh nói cho em biết nhá. Đừng có hở tí sợ dỗi lại đem chia tay ra để hù anh. Ờ, không sợ nữa à? Có gì để sợ đâu. Chưa. Em mà chia tay anh xem. Em muốn đi chơi với bạn bè, không có ai đón em về. Đến lúc đấy em với vợ chị em của em muốn đi shopping thì đi shopping, muốn tăng 2 thì đi 3, không giới hạn thời gian. Mà nhá, em chia tay anh thì làm gì có ai nấu cơm cho em. Thế này đó, một là phải đặt đồ ăn ngoài, hai là tự đi ra ngoài ăn. Không ăn cơm thì em có thể ăn phở này, con rau dưa bò này, món gọi món tôm này, lẩu, nướng. À, em còn được ăn hải sản nữa. Anh bị dị ứng mà. Bây giờ em có thể ăn thoải mái luôn. Anh cũng được. Bỏ qua về đi. Cũng là không có ai dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ cho em. Thế lúc đấy em chỉ có thể thuê giúp việc thôi. Mấy chị ấy dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn anh. Thì em cũng không có ai để khều quỹ đen nữa. Em không thể lấy được tiền lương của anh. Em chỉ có thể xài được tiền lương của em thôi. Mặc dù chút tiền lương ít ỏi của anh thì em không thiếu. Đâu? Em đúng không cần anh mà. Nên em đùa đúng không? Em không muốn chia tay anh đâu. Anh đáng yêu này nhưng mà. Có anh thì cuộc sống của em nó mới thêm màu chứ. Em thử chia tay anh xem. Anh mất mẹ. Mẹ theo phe mà. Anh là con của mẹ mà. Nên nó